Chị ơi, ngồi dậy ăn nè chị. Chị ngồi dậy đi. Ngồi dậy đi chị. Chị có muỗng đũa chị để dưới đất đi. Nè chị, em cho chị cái áo khoác nè. Có gì lát tối á, mà chị ngủ ngoài này chị lạnh á, chị lấy cái áo chị khoác lên nha. Mặc áo vô để thôi, ngồi ở đây trúng gió hết. Nước nè chị. Chị giữ, để bên kia đi, để gấp đó đi. Ừ. Ngon không? Ngon hả? em nấu mì với lại mấy con tôm luôn á. Ăn chị ăn đi cho khỏe. Với lại ai à, chị mới mua hộp sữa hả, hay là ai cho chị hộp sữa vậy? Người ta cho hả? Còn cái bao đồ kia có phải của chị không? Cái bao ni lông đó phải của chị không, hay của người ta, hay bao rác vậy hả? Chị đi ra khỏi nhà chị đi, có cái mình không chị vậy thôi hả? Trời đất ơi, rồi quật thôi chị ăn đi, chị ăn cái tô mì đi để thôi nó nguội nó nở ra. Ăn đi chị, ăn đi rồi uống nước. Bữa nay em đi làm về em mới thấy, ủa sao em nhìn qua em có tưởng em hoa mắt, em nhìn nhầm chứ ai lại nằm ở cái góc này nằm chèo queo vậy, mà nó có tối nữa em không thấy đường rõ. Cái tự nhiên cái xong nhìn kỹ lại thấy ủa như có người đang nằm ngủ. Cái em mới lại sao cười ăn đi, em mới lại em mới hỏi thăm chị, em nói ủa chị nhà cửa chị đâu mà sao chị ngủ ngoài đường rồi này kia. Rồi có cái áo á, một lát nữa chị ăn xong á chị tìm chỗ nào mà sạch sẽ hơn chị ngủ đi, chị qua mấy hiên bên kia hay là sao đó, chứ em thấy chị nằm đây mũi mùng với lại á hả, ở đây nó dơ lắm. Chị tìm cái chỗ nào mà có mấy hiên á, nếu mà nhỏ nhưng mà tối trời có mưa thì chị còn có chỗ chị ngủ. Lát em đưa cho chị cái áo mưa ni lông nha, cái áo mưa du lịch á, cái áo mưa mà xài một lần rồi bỏ đó, nếu mà tối trời có mưa hay là lạnh quá chị mặc cái áo khoác này vô xong rồi chồng cái áo mưa vô nữa là ngủ ha. Thôi ráng đi chị. Ăn ngon không, vừa miệng không, trộn lên. Ừ, vừa miệng là phải ăn cho no nha, ăn cho hết nha. Rồi chị bỏ nhà đi lâu chưa? Đi một năm rồi hả? Giờ chồng con chị đâu? Không có hả? Năm nay chị nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 84 hả? Chị tên gì? Chị Oanh hả? À, lát nữa em lấy cho chị một ít sữa với lại xúc xích nha. Xúc xích ha, chị có đói thì chị có chị ăn ha. Mấy gói mì luôn không? Lấy mì không? À, với lại em có một ít cái bánh mì hoa cúc á, bánh mì sandwich á, lát em đưa chị mềm mềm nó dễ ăn. Ví dụ như là tối mà khuya giấc khuya có đói á thì lấy bánh mì để đồ ăn ha. Ờ. Pha sẵn cho ly trà đá luôn phải không? Thấy tâm lý ghê không? Vô nấu cho tô mì mà đúng nghĩa là mì tôm, mì có tôm đàng hoàng luôn. Cười, chán vào quá trời ơi. Ăn đi chị, ăn cho hết đi, ăn no đi. Sao khóc vậy? Hả? Sao sao tuổi thân mà khóc hả hay sao? Dạ hả? Thôi đang ăn mà khóc cái gì, ăn hết đi mà. Ăn đi chị, rồi lát nữa em vô anh soạn đồ cho chị ha. Ha. Đang ăn ngon mà, tự nhiên buồn, không có gì đâu buồn. Tuổi thân quá hả? Sao trời ơi, ăn hết sạch sẽ luôn rồi á hả? Rồi, mặc cái áo vô ấm không? Sướng ha. Nè, ngồi dậy đi em cho đồ, ngồi dậy đi, em lấy đồ em cho chị. Mà sao không đi kiếm chỗ nào em nằm đi chứ, chị nằm đây ngủ với lại cái nền bê tông này nằm đau lưng lắm. Kiếm cái bậc thềm nhà người ta hay là tìm chỗ nào á đỡ đỡ có nằm. Vậy hả? Vậy hả? Cảm động á. Không phải em, người khác cũng giúp chị à, nhưng mà tại vì em thấy chị em mình cũng là phụ nữ như nhau á, xong rồi em thấy chị em thấy thương quá. Trong khi em thì có nhà có cửa để ở, còn chị nằm chèo queo ở đây. Em thì em cũng không giúp gì được nhiều cho chị, nhưng mà ví dụ như miếng cơm cho chị qua bữa đói, rồi có cái bánh kẹo hay là gì đó rồi cho chị. Thì em nói chung là an ủi chị thôi chứ giờ em cũng không biết sao. Với lại nè, gửi chị một ít, chị cầm đi rồi ngày mai có mua cơm mua gì đó thì ăn ha. Rồi, giữ sức khỏe nha. Ừ. Mà sống tốt nha chị, chứ không có đi mà hút chích hay là không có này kia nha. Ừ, chứ không chị chơi mấy cái đó là sức khỏe đồ này kia là xuống dữ lắm á, mà mình là không có tiền để chữa đâu. Ừ. Rồi, vậy thôi nghỉ đi, rồi có gì trên mua cho gió, kiếm chỗ nào có mấy hiên nằm nha, đừng nằm dưới mưa nha, bệnh á.